cứ thà bẹp bòn tờ nâng lộp ông nhà cung cầm nơi ta miên ẩm nát càng chơ bà càng chơ càng chơ muôn đắc chơ bà nất tờ bà tê Việt Nam tam chọ rộ biên đề bay nâng đề buôn đòi rộ luôn bà chẳng hơi ở lộ đông lộ trái truyệp thà bà mục đề đặt thà bà lộ sọp nà à chào lộ chơ nâng bà lộ cặp chơ bà tay nơi miên ọc nhà môi chùm luôn quạt mình lùi luôn quạt tê bàn tay quạt nhung nhung rồi có cho là na ao kia cho thì cắp là mấy lũ ấy quạt bà là ngày tôi bay quạt mình phơi luôn ấy bàn tay quạt xây đai nở tay phơi đã bay bây giờ luôn ấy ní có a chặt thuộc ta cho luôn bằng plan trên đai bà chẳng dùng tam dịch đây còn biến tranh bị khát cả che ban đã đăng tha bà ní từ cứ tha nơi không không pi thnu snu khát cả che rồi hôm đó bên ní sẽ cao phết đất trình chung chư tranh tới Prate Việt Nam tam chưa rõ biên không sọc snu khát cả che cặp bông tam miên giang pin mình tục đòi cùng miên mình tray chủng nía nâng sản mặt cách na bọc gặp lao đòi xa miên mặt tray vô thia bà quạt chỉ mặt tray vô thia phong quạt chợ nhà phong bà quạt một công cầm chỉ nẹt rốt cá bao lâu hao ta mà dẹt chủng luôn chưa có sĩ bắp nâng cang chung muốn chờ ai thưa ao lục công cầm khai chỉ nẹt miên stock đồng nâng ai từ tua bàn nghe chợ nhà cù ơi xẹp ảo chỉ cái đây đi ca bà mặt to tha chưa bờ đất tiền nút cứ cái đặc tranh tới tam trọ Việt Nam tại tại Việt Nam tam trọ ở biên đề bay đề buồn nông phu mà sang không pi thnu sọc snu khai được trẻ đại miên lộ ở nhà cung cần chỉ đẹp cục cron nâng sầm rọp sầm rùa rút plau nơi tì nụ bà lộ đom tre chìm tha lộ ở nhà cung cần quạt miên khleang chơi chả nè bà nơi tự đây khai được trẻ hơi ở cà rốt xì chơi tự off và mô tin chơi quạt của ban an đại trà chơi được bạn lúc khi miền Nam cả bị quạt đấy bà chẳng hạn ở bản quạt miền ở tỉnh Pol Chiang được không khai chẳng nhẹ khai sở mặt cách ở nhà thô nên đã có cái squat lộ ở nhà công cấp này bản ta kia mình bắt mình đang chiếm mua hai đại tỷ chiếm mua được khi đây đại chỉ mua chỉ chăn có đôi chỉ miền chỉ mua lim chỉ đại bàn cho trường tin chơi bản đất vì chân khơi khơi đại đất ta mà to là mọ cô dân rư rư dân xăm giống đào sầm an tha miền lộ ở nhà công cấp chỉ nhẹ thì nia sở vật tập hiệp mình khuyên sản phẩm stock trăm trời từ khuôn hiên promoting chơ lực đặt lời rụt dân thông thông chúng nó chắc bị phạm tàu làng tờ tiền giúp tiền ngày tam rụt dân dị đục của mình cứ đập trên từ bà tỉnh Việt Nam riêng rò dục bà bởi dàng hỏi nạc có không mùa sạp ở đá buôn trường này đi tam ca hàng rồi bỏ nẹ rộp xì chơ rồi bỏ lúc mình buôn trường tì tam trong khẩn tất này bà bộ khuyên lục ọc nhàng thổ má bà bộ khi nhóm bạn tự đo mà đo mỗi bong bong dương dạng cả đây thiền âm nữa bà dương chọc tập to đúng không bà mà tất bà hai chữ bầm bơ chương bầm bơ ngay nó cứ quên mong tạm mơ nó bà bộ anh ca bì dương tơ xa một nó khleang quan miền phẩm màn còn đồ tì tăng tần ít phó tì tăng khọt phó khleang nó thấy nó phó bà nâng ấy hai dương tơ tam đo khleang nó tiết bà hay nếu hàng một tô khơi một tô sản phẩm một tô đặc chờ mẹ là một đống đặt ban ai đặt ban bảy đống bốn đống ấy nó và hai bốn đống nó từ từ vài triệu bảy máy bờ bốn máy bờ thông thông một cái là máy đấy đặt ban là một đống này hay một tô nó dễ bị bôm mặt hàng mắt mặt hàng bảy mặt hàng bảy bốn gọi đặt bôm đặc chờ nó bôm đặc chờ và hai anh cảm bởi môn nó như lọt từ đi mà đo hai và tại là cái thằng mà nơi tin nó hay lúc ông nhà cô khăn nó hay chìm được miền ở tập bộ khăn này nó là món đó mà hàng tình chơ do chơ từ lụa nó từ Việt Nam mà cứ thà cái cà rốt con khai cà rốt phục niên là tin đó bởi nhớ tới bà ấy lên đi thamay cứ mình sạch đây đi ca bằng thay thà lúc ông nhà cô khăn bàn thần niên sẽ phát tập hiếp rồi bắt là mơ bây chơ xâm đạp chung nâng ọc nhà xem xem để tơ ca đất chỉ chun chơ trên tờ vật tiền Việt Nam cứ lúc thì đi sập vật phim chắp pi cái lô máy lấy bài tổng bay đo prom đài tập bèn sai và lử không pi thnu sọc snu khai được che nên chỉ đo biên đề bay đường đề buồn cứ lúc ọc nhà chỉ đẹp mà cả phát đặt tạm đó bản chân nô na của cái ban chỉ đại bài nhà độ nhà cùng rằng đi và quạt pa được không ao ta cho đo tổng bón nó cứ quạt pa cứ mình bạch phầy khi mình sẽ mặt cách khi mình tray chụp nhìn nhá chặt thì đã quạt tray rồi khi nia chia prapon ở hỏi chẳng hỏi bạn pressure nữa là bọn lúc tôi bây sầm đặt không prang
ឯដំសៅសខាខំប្រឹងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរបាទព្រោះអុកញ៉ានៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅទីនោះត្រូវគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទយើងហ៊ានឲ្យយើងចឹងថាដោយសារសកម្មភាពវិជ្ជមែនបាទបាទដឹកហើយនឹងបាញ់ដឹកហើយនឹងបាញ់បាទដោយតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីបំផ្លាញជាតិរីចម្រើនដើម្បីគ្រួសារខ្លួនឯងបាទហ្នឹងឯងចង់និយាយថាបំផ្លាញជាតិដើម្បីគ្រួសារខ្លួនឯងហ្នឹងបាទ ធម្មតាទេណាសម្បត្តិជាតិប្រៃឈើជាតិបាទប្រៃឈើប្រទេសមួយទាំងមូលបាទប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទហើយដើម្បីតែប្រយោជន៍គ្រួសារខ្លួនឯងតខ្លួនឯងហ្នឹងនឹងឡើងជាតិទៅបាទអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើលោកអុកញ៉ាដែលមិនសូវមានឈ្មោះឬក៏ឈ្មោះឈើមិនសូវល្បីឬក៏ខ្លាចអាជ្ញាធរខេត្តឬសមត្ថកិច្ចក្នុងខេត្តចាប់ បាទលោកអាជ្ញាគុំក្រឹងគាត់បានយករថយន្តធំបាទដែលថ្លៃរថការនោះគឺចាប់ពី7,000 9,000ក្នុងមួយគ្រឿងបាទបាទឲ្យចេញផុតពីព្រំដែនអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែពីនាំព្រំប្រទល់ដល់ព្រំដែនគឺគាត់ស៊ីកុំសងប៉ុណ្ណឹងបាទ7,000 ទៅ9,000 ដុល្លារដែលច្រើនដែរបាទគាត់ទៅហ៊ានគាត់ទៅហ៊ានទេ គាត់ជាទាហានបាទហើយផ្កាយម៉ានតាគុំគាត់តាមប្រភពរាយការណ៍ថាគាត់ជាអឌំសេនីតូបាទកាយពីកាយពីហ្នឹងកាន់អីគេយោធាខេត្តឬមួយគាត់តែយកបាទតាមប្រកាសរស់ស៊ីច្រើនជាងធ្វើការបាទសូម្បីតែគាត់ស៊ីពាក់សិវិលក៏គាត់ទៅនុយកាភ្លើងដែរបាទគាត់ស៊ីសិកដែរបាទព្រោះគាត់មានមោះជាក្របខណ្ឌកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទបាទ ហើយអ្វីដែលថាចង់ឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តដឹងកាន់តែច្បាស់នោះគឺគេបានរាយការណ៍ថានៅមុនថ្ងៃភ្ជុំធំ2ថ្ងៃគឺឈ្មួញបានយករថយន្តស្ទូចមកស្ទូចលើកដាក់ឈើចូលរថយន្តធំធំនៅម្ដុំព្រំដែនត្រពាំងស្រែវ៉ាលឺទាំងថ្ងៃដើម្បីដឹកចេញទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកដីបីនិងដីបួននេះដោយរលូនបាទដោយពុំមាននរណាទប់ស្កាត់ទេដោយថាត្រូវរើគ្នាជាប្រព័ន្ធអស់ហើយបាទចុះបើនៅទីនោះមានលោកអុកញ៉ាគងក្រឹងហើយទៅខ្លាចស្អ
ើផ្ទះទៅពុំមកគ្រឹះប្រព័ន្ធណានេះប្រហែលជាពុំគ្រឹះនោះមកកន្លោម៉ែត្រ4ជ្រុងហើយបាទធំណាស់បាទហើយដាក់ស្តុកទុកឈើគៀនតាណានោះបាទបាទមានឃ្លាំងវាស្តុកទុកឈើធ្វើលបងធ្វើអីបាត់ទ្វារចិត្តចិត្តនិយាយម៉ូតូអញ្ជូនដោយសម័យដោយកាចូលឃ្លាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ពេលតែមើលចុះបាទបើថាមិនជឿទៅមើលខ្លួនឯងទៅហើយបាទប្រសិនបើអាដាមសៅសខាបាទបានលឺហើយបើមិនជឿទេសូមអញ្ជើញឡើងអធិមភិក្ខុចាក់មើលពីលើទៅតាបាទដីនៅតំបន់ភូមិគ្រឹះរបស់លោកអញ្ញាហ្នឹងមានឃ្លាំងឈើប្រមាណនៅទីនោះបាទគឺថាឃើញហើយបើគាត់ជិះឃើញបាទសុបបីតាក្រុមការងារទូទួលធានអឹមទៅដល់ទីនោះក៏ឃើញឃ្លាំងឈើប្រមាណនោះដែរបាទនៅចិត្តចិត្តភូមិគ្រឹះហ្នឹងហើយឥឡូវនោះភូមិគ្រឹះគាត់បានឆ្នៃចែកកែឆ្នៃធ្វើជាអាងហែទឹកកន្លែងជាដូចចង់ធ្វើជាផ្ទះសំណាក់ឬសថានភាពអីចឹងទៅបាទ short អីផងបាទឃើញថាកំពុងសាក់លបងច្រើនណាស់បាទនេះក៏ថាសាក់សាក់លបងមកភ័ន្ធភ្នែកបាទគាត់បានលុយបានលុយពីព្រៃឈើទៅក៏ធ្វើចឹងបាទធ្វើចឹងហើយដើម្បីបំភ័ន្ធភ្នែកគេជារឿងអីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទខ្ញុំសង្ស័យថ្ងៃណាមួយខាង ICU ចុះទៅបាទបាទ ICU មិនប្រកាសថាគាត់ចុះទេព្រោះថាអត់មានណាប្រដឹងគាត់ណាបាទទេក៏លោកគាត់ឃើញតាម TNM ផ្សាយអីចឹងទៅណាបាទបាទប្រសិនបើគាត់ឃើញអីប្រហែលជាគាត់ដាក់បណ្ដាញឬកម្លាំងដែលសមត្ថកិច្ចនិងសមត្ថភាពរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងចុះទៅខាងនោះទៅដឹងហើយបាទបាទហើយទូទាស់ TNM ហ៊ាននិយាយយ៉ាងដូចនេះដោយសារលោកអង្គការគុកក្រឹងបាទគាត់បាននិយាយជាមួយក្រុមការងារទូទាស់ TNM ផ្ទាល់គាត់ថាឃ្លាំងឈើនៅតំបន់ហ្នឹងនៅក្នុងខេត្តកញ្ចែងភាគច្រើនជារបស់គាត់បាទបាទអញ្ចឹងមិនបាច់ប៉ះពាល់ទេបាទបាទហ្នឹងហើយព្រោះគាត់បានអះអាងជាចំហអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាអាជ្ញាធរខេត្តគួរតែដឹងហើយបាទគួរប៉ះឬគួរមិនគួរប៉ះបាទបើប៉ះទៅអលាកឬក៏បើប៉ះទៅលយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទេប៉ុន្តែចំពោះ TNM ឃើញយ៉ាងម៉េចផ្សាយយ៉ាងណា